Ơi, thì hôm nay là mẹ mua cái cua ký tôm này là để về mẹ làm cái video cho chay nè. Bà hai cứ để cho chay nó đang bán đồ mà bà hai. Người ta sáng sớm người ta đi cần tiền đi lao động người ta bán, tự nhiên bà cố bồng người ta vô. Chay, bán tôm đi con. Giống như bán cua ở Cà Mau vậy đó con. Rau đi. Ai mua tôm? Chay bán tôm cho. Tôm nằm im trên bàn đó đợi chay. Thấy chưa? Ai mua tôm hả? Sợ hả? Sợ hả? Sợ sợ chị sợ cô chú ơi, chị sợ hả? Bây giờ con chi tim mẹ chụp hình nè. Say chi, 1 2 3 chi chi đi. Cái gì? Cái gì? Xuống cái ngồi xuống hả? hả? Điều xuống cái Xuống hả? Có xuống không? Xuống. bà chay không còn bán tôm nữa rồi cô chú ơi. Thôi giờ xuống xuống dưới ghế ngồi đây, mẹ 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 bắt nhẹ con cho con tôm xuống đây rồi để nó canh con nha. Bỏ một con xuống đây canh cho chay nè. Con ngồi đó đi cho tôm canh con chứ có gì, bỏ hai con xuống cho canh chay nè. Đó. Ngồi đó đi. Con cầm con tôm lên đi con cầm con tôm lên đi. Con phép tôm đi, đụng tôm nhẹ thôi. Đụng nhẹ thôi. Đụng nhẹ đi con. Mình là người dân chuyên nghiệp bán tôm mà tại sao mình không đụng tôm thì ai đụng bây giờ? Sợ hả? Con sợ hả? Sợ. Sợ nhưng mà sợ xạo quá. Đó, coi kìa, coi mấy con tôm nó nhảy kìa. Con có biết vũ điệu tôm không? Con tôm thì nó cũng giống như con bò cạp thôi con. Bò cạp nó đề mái sao lặn tôm nó đề mái y chang vậy đó. Hiểu không? Hiểu không? Con hiểu mẹ nói không? Rồi ngồi chèm bẹp luôn rồi. Lý do ngồi chèm bẹp là lý do gì? Trời ơi. Rồi nhìn qua bên như nhìn nhẹo qua bên 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 trái của con là có hai con tôm. Con cầm tôm lên bỏ lên bàn đi con. Đúng rồi, cầm lên bỏ lên bàn. Cầm tôm lên bỏ lên bàn. Ủa thường thường khoái ra ngoài chơi lắm mà sao tự nhiên nay đi vô rồi? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Không chịu ngồi ở dưới sợ sợ tôm đi lên lên cái bậc thềm đó ngồi coi chịu đời nổi không? Rồi sao nữa? Rồi ngồi tới đó luôn hả? Rồi mẹ bây giờ mẹ bỏ tôm kế bên con nha. Không. Không thích tôm thì mình nhích nhẹ cái đít mình qua. Hỏi cô chú này có ai ăn tôm mà muốn ăn chung với chay nè. Rồi chạy luôn rồi cô chú ơi. Chạy luôn rồi, chay chạy luôn rồi. Thôi. Cái nước này dơ đừng có đụng vô cái nước này nha. Để cây gì mà hai à. Người ta đừng có băm mà nhỏ này không biết luôn cây vậy thôi. Con đâu có thấy đâu. Đó, đừng có bông vàng đẹp muốn chết. Gì con? Không biết cây gì, lên thôi. Thì lại bán tôm đi, lại lên. Cứ ế rồi kìa, còn mười mấy con sắp trên bàn rồi, bây giờ bị ế rồi kìa. Bây giờ ế là chiều nay bắt đầu không có cơm ăn đó nghe chưa, là phải luộc tôm ăn đó. Lại lên, hỏi cô chú ơi, cô chú có ai mua tôm không, chay bán cho cô chú tôm nè. Chiều đó, đó 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 đó. No no no. Dơ. Dơ. Thế cô chú ơi, cô chú ăn tôm giờ ăn bán tôm giùm chay đi, chiều nay chay mua cơm về chay ăn chứ bà. Không mấy là mẹ với chay ăn tôm là mệt nghỉ luôn đó. Yêu. Mẹ đã nói con không được đụng mà. Trời đất ơi đó, bây giờ cái màn mà bán tôm của chay tới đây là xin kết thúc rồi đó cô chú. Giờ qua cái màn khác nha, màn 1 cảnh 2 nha. Bây giờ qua màn khác nha. Wow. Mấy cái này là mấy sợi dây từ cột từ cái càng của con tôm qua nè cô chú, cô nói đi. Wow. Bà cố để dành cho chay đó cô chú. Đeo nhẫn vô con, đúng rồi. Đeo nhẫn thử coi đo sai nhẫn sai số mấy. Để cô chú nào có anh chị nào mà muốn gấp gạo thổi cơm chung mới biết biết sai nhẫn sai sơ của chay sai số mấy rồi cái dễ luôn, sau này mình dễ luôn, dễ bàn tính chuyện tương lai. Cô chú nào con bị bê à, cô như vậy đó là nuôi đi, nuôi chay đi đó, bà hai nói đó, cô chú nào có bê đó nuôi chay đi cho tới lớn đi kìa. Trời ơi. Đó, sai sai của chay là đó, chay ý là chay đang sắp đó, là ý chay nó là chay không có muốn một chiếc đâu nha. Chay muốn một mớ.
Đeo từ ở trên, đeo hết cái ngón tay đó chị mới chịu đó cô chú. Thì cô chú nhắm sao cô chú nhắm đi nha. Chứ chay là chay là chay, chay tới đó thôi đó. Đó, một phải không? Một ngón tay mà xỏ mấy chiếc vô là cô chú hiểu rồi đó. Đó, xảy luôn rồi, một cái con ngón tay được mấy chiếc, được 4 chiếc đó. 4 chiếc mà phải dày cỡ đó nha. À, chị muốn đeo hai tay luôn rồi cô chú ơi. Đó. Một hộp chừng khoảng 7kg thôi. À. Đúng không con? Đếm đi con, đếm đi. Phai, phai rồi hả? Ủa phải phai không? Trời đúng phai. Trời đúng phai luôn trời. Đúng không? Đúng phai luôn. Đếm đi con. Trời ơi đó, nhẫn cô chay đeo là tới cỡ đó thôi đó nghe cô chú nha. Thôi. Quá luôn, quá cỡ thợ mộc luôn rồi, bà cố cho mấy cái sợi dây thun này là chơi tới tới sáng luôn á. Chấp hết luôn á, mình chay đứng là chơi chơi cái này là chấp hết tới sáng luôn á. Wow, đây nè con, đó. Bây giờ chay là bây giờ là mẹ sẽ kể cho cô chú nhẹ một cái câu chuyện là chuyện tình thun cục tóc. Một ngày nọ có một em bé vô tình lụm được một mớ thun, thì em cứ nghĩ đó là những chiếc nhẫn, em cứ đeo vô từ ngón này tới ngón khác. Ê khoan mà quên, màu này màu gì? What color is this? No, what color is this? No, what color is this? Em lớn. Blue. Em bé bé lớn. Dạ. Ăn to cái gì? Chay nè, tự lôi cái ghế vô ngồi. Lôi cái ghế gần gần vô con, lôi cái ghế gần gần vô con. Chay giờ giỏi lắm cô chú ơi, giờ muốn ngồi tự động lôi ghế lên, lôi nhẹ vô để mà ngồi là ngồi, không có nhà mạnh đâu nha, phải thả nhẹ cái đít xuống. Đó, xong rồi éo mấy cái. Bắt đầu ngồi đàng hoàng. Thương lắm á. Coi kìa, coi chơi sắp biết rồi đó. Bây giờ đếm được coi mấy cái nè. Bây giờ đếm coi. One. Chu. Chu là con chu á chơi. Chu. Chi. Cho. Chai. Chi. Gì vậy? À, gì nữa? Cho. Xích. Xích. Thôi hết chỗ rồi. Seven. Eight. Seven, only seven. Eight. Ủa ai hả? Không, only seven. Nine. Eight. Nine. Nine? No, it's eight. Now nine, now nine. Nine. And then ten. Cái này ngồi đây, nó quay tối thui chạy ơi. Đây cô chú ơi, chay nè. Chay bụi đời á. Chay là bằng thị bụi đời nè. Cô chú coi chay nè nha. Cô chú coi chay nè. Chay ăn á cô chú. Ngoan lắm, bây giờ con ngồi ăn nè. Chay ăn bụi lợi. À, cô chú coi chay ngồi nè. Giờ không có cần ghế của chay gì hết, chay cứ ngồi ra đây chay nhõng. Chay nhõng cái chân lên là chay bắt đầu chay ăn được. Cô chú biết chay ăn gì không? Ăn cơm tắng. Wow, con đó con gì á? Ăn cơm bụi đời. Con bướm xinh đó con. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Phải không? Chay có phải là bướm đa tình không? Đa tình đa sầu đa cảm không? Hả? Hay là bướm gì? Hay là bướm bay sập sân khấu. À, chị có phải là bướm bay sập sân khấu không? Hay là bướm bay ngoài đường giống như ba Bảo? Ba Bảo không qua bay như bướm vậy đó. Ăn đi con, ăn cho cô chú coi đi. Hay mày nhả nè, biết sao cứng quá đó. Ăn miếng cơm vô, múc miếng cơm vô. Trời ơi, tốt, hồi tối hôm qua ngồi ăn cereal cái cưng dễ sợ. No hả? No. Ồ, nó thích ăn cereal một cách cực kỳ. Trời ơi, coi cái mỏ kìa, coi cái mỏ kìa. Trời ơi, coi kìa. Con sát vào mặt tay vậy sợ luôn. Thôi cái cọc, cái cọng đó thấy trái của con ơi, tao nghỉ đi. Bỏ con nhả cọng nó ra, ăn cọng khác đi con. Trời ơi, trời ơi. Chị ba hôn cưng sao? Chị ba hôn cưng.
Ôi thôi, giờ tới giờ mày phải đi làm rồi, hôm nãy giờ nhắm nhắm nhí nhí hết giờ rồi, thấy không? Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bướm hoa mai đặt hoa. Con em bay, con em bay, con em bay. Bây giờ chào cô chú thì mẹ tắt máy đi làm nè. Cô chú coi nó nè, ở nhà vô đây chơi kìa, bà cố kêu kìa, bà cố kêu kìa. Cái gì chỉ gì, nằm ngủ đi, nằm bộ ngủ đi. Thì sao con muốn gì, muốn gì nó mẹ nghe coi. Cái gì ẩm hả, bà cố ẩm con kìa. Ủa sao bà không quấn lại? Một bữa còn bao nhiêu là nó ăn á. Mà hồi nãy gọt cho hết hai trái hư là bốn trái hư đó nghe nhỏ. Uổng dễ sợ. Rồi mấy cái kia thì nó bị hư một hai muối vậy đó. Măng chay thích ăn măng cục quá bà. Ôi, nó ăn thì mê luôn. Coi coi kìa, coi kìa. Thích hơn lâm trơn. Cái gì cái vậy? Ồ. Thích ăn hơn. Đi ra đây con. Ôi trời đất ơi. Cổ đau tay quá rồi nè. Đi em đây, về đi em đây con đi. Đi em đây. Bây giờ con có bị nó nói, con có bị chưa, bà bị rồi đó. Bị gì? Bà nói nó nhiều quá, biết nó làm sao không? Sao? Nó nhúng da cái nó bỏ nó bị á. Gì á? Đang làm gì đó? À, ông ngoại kìa, không nói chuyện ông ngoại đi. Ngoại nè. Đó, nói chuyện. Alo đi. Kêu ngoại đi con, cô nói ba bảo. Đúng rồi, xì quýt hết. Nói ba bảo là xì quýt hết của con. Đây nè, nói chuyện hình nè. Nè, bắt hình lên nè, bắt hình lên nè. Rồi, con biết rồi. Đây nè, ông ngoại nè, chơi ngoại đang nè, đang quay phim cho ngoại coi nè. Nó đang... đâu có, nó đang làm gì đâu, nó đang leo như khỉ vậy thôi. Ủa rồi sáng nay không đi lấy kết quả luôn à? Nhưng mà bây giờ đi về Bến Tre là chiều về hả? Không, rồi mình, ủa xong, xong hết rồi đó hả? Rước mà làm hồi hộp tưởng đi Bến Tre chứ. Rồi chồng mời lại ngủ đi con. Nè chồng mời lại ngủ cho ngoại coi. Thôi giờ nó về. Gì bà hai? Đàng hoàng giám sát con rồi xong mà con lấy anh bỏ giặt nữa. Trông như giống con chuột chứ ta. Nhiều cái đồ thấy ủa mình chưa bà. Giống như nhoi vậy ta. Ha 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 ha. Nó còn nói nó ưng chơi vậy đó cô chú. Không thấy rồi, nó bây giờ đố ngoại bà ngoại chay đâu. Ha ha. 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 Say hi. Cô chú ơi. Đây nè, bây giờ con chào cô chú, cái mẹ bồng xuống. Xuống không? Xuống không? Rồi mẹ bồng xuống này, nó xuống thì nói mẹ bồng xuống thôi chứ có gì đâu mà cứ ưa. Con xuống nè. Con chào cô chú đi. Con qua cái coi. Gì? Rồi cái đó dính gì hả? Kệ nó đi con. Nè cô chú ơi, chay là một ngày nữa bị nhốt trong nhà. Coi nè, cô chú coi nè. Con ngoài đường nè, tối hù không? Vậy sao đi chơi? Cái gì con?
Ủa mấy cái thùng thùng này là cái gì ta? Đồ con order cái gì vậy ta? Thằng Dây, mấy cái thùng đó thùng gì con? Hả? Mấy thùng đó thùng gì con có biết không? Trời ơi, rác mấy con bướm xinh, con bướm đa tình là đi dám dán lên mấy cái trái banh này nè. Coi được không? Đẹp không? Đẹp không? Có mấy con bướm mà chơi từ hôm qua tới nay. Vậy là chay thích bướm đó cô chú. Chay. Đây này, nè, bướm lở lơi nè. Bướm này bướm bự nè. Coi chừng nha, coi chừng sập sân sân khấu nha con. Rồi sao rồi, mấy ngày nay trời tối quá không có đi ra ngoài đường, không có kiếm bé na được cô chú ơi. Cái hành trình kiếm bé na chắc hơi kết thúc rồi. Mùa đông mà kệ nó, mùa đông bé na tự biết đường đi trốn đông, thôi khỏi đi kiếm. Bây giờ là con nói bà Hai là bây giờ chuẩn bị pho rồi. Hết hè rồi, bây giờ chơi vậy đó mới chết chứ. Chưa có enjoy được bao nhiêu hết á. Mùa đông băng giá chuẩn bị tới. Đó. Thì đó. Thấy không, coi tuần này chắc từng coi tuần sau rảnh ông để đi thêm làm thêm lần nữa. Đó. Chú thấy tóc trên này sao rồi? Có đỡ chưa? Cũng vẫn còn bị khô chả ngọn ở chỗ này nè. Đó, chú đuôi á. Uổng ghê không? Đầu tóc có thương không? Tóc gì tự nhiên quăng rồi trời. Coi đó. Bận rộn lắm, dạo này bận lắm. Mẹ mua về cho một đàn bướm mà. Giờ bây giờ là chỉ có hái hoa bắt bướm thôi chứ không làm gì hết. Hả chay? Chay là bây giờ chỉ có hái hoa bắt bướm thôi. Hết rồi. Kìa con bướm kia kìa, kế bên con kìa. Kế bên kìa, bướm kìa. Đó, con bướm xinh đang bị gãy cánh nằm chèm bẹp dưới cái thảm kìa. Kìa, con bướm kìa. Nhìn vô hướng cái tay mẹ, nhìn xuống, màu vàng, đúng rồi đó. Lấy đi con. Thầy ơi. Sao bà Hai? Dán không được. Cái này sao nó mau hết keo ghê nha. Trời ơi bà Hai, cái này nó chơi hôm qua tới nay giờ hết keo là đúng rồi. Bà mới tháo cái một miếng ra nè. Ủa mới tháo miếng thứ hai kìa hả? Ừ. Mới tháo miếng thứ hai đó. Trời đất ơi. Mau hết dễ sợ luôn. Con ngồi sao đi ra đi cho cô chú coi cái mặt con chứ còn mẹ ngồi nãy giờ mẹ quay tóc con không á trời. Cô chú coi là người ta cần coi cái khuôn mặt của con. Hiểu không? Đó, bây giờ lại dán kiến nè, đó dán kiến mới có hiệu quả chứ còn dán mấy trái banh như đó không có hiệu quả đâu. Rồi dán đi bà Hai. Nó ăn hồi lúc mấy giờ vậy bà Hai? Trời, nó ăn hồi sáu mấy bảy giờ tới là bảy giờ đó. Bánh mì đang à. Rồi mở cửa cho Lucky đi ra đi con, mở cửa cho Lucky đi ra đi. Không mở rồi Lucky, rồi đóng lại đóng cửa lại. Bye bye Lucky đi. Bye bye. Bye Ki. Đúng rồi, giỏi quá. Thân bên nay nhờ được rồi, nay là đây nè. Trời ơi, nay là sướng rồi. Nay là sai được rồi. Chay, lại lấy mẹ cho nước uống con. Mẹ buồn quá. Mẹ buồn quá, con lại lấy cho mẹ cho nước uống đi con. Con yêu. Thôi kìa. Mặt con nghe không? Chay, lấy cho mẹ miếng nước uống đi con. Con lấy cho mẹ miếng nước uống đi. Không màng muốn gì tới tôi luôn. Cái tuổi này là bây giờ cái tuổi hái hoa bắt bướm mà. Hoa không thấy đâu mà bướm thấy nguyên một đàn. Hồi nãy ba nó về chở nó đi chơi phải không bà Hai? Đi rửa xe. Đi rửa xe là đi chơi đó bà Hai. Rồi bây giờ nó cho bướm trượt cầu tuột luôn rồi đó, nó bỏ lên cho bướm trượt cầu tuột đó. Tội chay cô chú chơi, cô chú tội nghiệp chay chưa cô chú. 2-3 ngày nay em không hề được đi ra đường. Coi đường à, mỗi lần nhìn ra đường thấy là thấy buồn gầu rồi đó. Gầu thúi ruột luôn á. Bởi vì bây giờ ba muốn chay ra đường là phải đi kêu về kia, ba chiều rồi đi về là quay chay chút cho cô chú coi. Ba chay dạo này quay cũng lên tay nghề rồi.
quay đỡ rung đỡ ấy rồi cũng được rồi. Nhưng mà có một cái hả, ba nói chuyện không biết cô chú có hiểu được nhiều không. Nhưng mà cho ba nói chuyện là bà ngoại coi là bà ngoại không hiểu rồi đó. Bà ngoại không hiểu là ba đang nói gì rồi đó. Không sao. Chạy đi. Chơi bà Công đi chơi trời mưa không? Hả? Chơi bà Công đi chơi trời mưa không? Chạy đi, chơi bà Công đi chơi trời mưa không? Con đem cái chìa khóa xe của mẹ con cất giùm mẹ đi con. Đem chìa khóa xe cất giùm mẹ đi. Đó, đó. Khoái gì mà khoái bướm gì khoái dữ người ta. Hả? Trời ơi, nhìn ngoài trời thấy đau lòng, nhìn ra là thấy đau lòng. Đây, phía sau một cô gái nè cô chú. Phía sau một cô gái mặc bộ đồ hình con mèo, cái đầu con mèo. Rồi cô gái đứng kìa. Đứng như ăn trộm không? Đứng cái tướng y như ăn trộm thiệt chứ. Đứng đây, đứng im, đừng nhúc nhích, đừng. Đó. Thổi bong bóng đi. Đổ cái chai đó là tao đập cho một tăng nữa đó. Hồi bữa là có cái chai kia là anh làm đổ một chai để cô chú. Chai nhỏ. Chai bự. Trời ơi bắt cười. Purple, đúng rồi. Đúng rồi, cái chữ nó ghi purple đó. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Đập purple đó. Rồi, thổi đi. Thổi. Thổi đi. Thổi đi con. Cái gì con xong con chay bữa nay quay nó cái gì cũng cản trước mặt đó là sao ta? Không có cái mặt tiền không à, cản hoài. Thổi đi. Mua nhà người ta mua nhà mặt tiền chứ. Ai không ham mua nhà mặt tiền. Có cái kênh là chay xì cay hôi xì dơ mà còn che cái mặt đó thôi luôn á. Thổi mẹ coi. Trời ơi con hát ba vui. Một khi chay vui sướng á. Ôi ai cần chay xì cay hôi xì dơ nè. Ủa sao kỳ vậy, sao bó bồ gì mà thổi không lên gì kỳ vậy? Đâu có, để con coi. Để mẹ coi. Đó, tại sao mà chị cụ bắp như vậy? Rồi, thổi đi. Good job, JD. Rồi, thổi đi. Đó, thổi đi. Thả đi con. Thổi bong bóng bao nhiêu là thổi những ước mơ của con bay xa bay cao. Bay vút lên trời cao của con. Đó, đúng rồi. Bubbles. Trời ơi, cười mãn nguyện kìa. Xa ra. Cô tướng đứng chọt vô thổi bong bóng kìa. Wow. Con nhảy cái tưng kìa. Vui không? Con vui không? Làm gì vậy? À, đẩy qua bên thổi nữa hả? Purple. Ừ, rồi sao? Đó, thổi lại, làm lại. Ồ. Trời. Làm ướt hết chìa khóa của anh Tài đó. Lẹ lên, cô chú đang chờ kìa. 1, 2, 3, thổi giùm. Rồi thôi. Bây giờ cái level thổi của chay là bị xuống rồi cô chú ơi. Lâu quá không thổi bánh kem, bây giờ hết biết đường thổi một bóng rồi. Coi cô bắp chưa? Sao vậy mà quên?
Đây đây, để mẹ thở cho. Đây đây, mẹ thở cho con. Đừng có thả. Trời ơi. Nè. Nhi đi đâu? Chạy lên đây. Chạy lên đây, mẹ thở cho. Còn cái ly cà phê đâu nhỏ? Ừ, để nhà, ừ, để tiệm mà ba hai ơi. Trời ơi, sáng này cái ly cà phê đó mạnh ghê, bà hai nó làm con cũng mệt mỏi với cái ly cà phê đó đó. Thì đó, bà nó mệt có được rồi, con thấy hai gói. Hai biết đâu, là lâu nào con đâu có uống cà phê đó đâu, không biết. Làm con mệt mỏi luôn á. Nè. Con ạ, mẹ đi. Con nói bubble. Rất là mạnh. Trời, đưa ngăn mắt coi nữa. Chay, con có thổi đi chay. Thổi bong bóng giống y như là mình bơm bánh xe vậy đó. Mình mà con nhớ cái con có biết cái đồ bơm bánh xe của Việt Nam mình không? Mỗi lần mà đi mà bị xì bánh xe đó. Ừ, biết rồi, biết bubble rồi. Là con cứ dùng hết sức của mình. Cái gì đó, cái bơm bánh xe thì con phải cái tư thế của con là phải đứng dạng chân ra. Chổng cái mông ra, dùng hết sức đẩy từ lực, đẩy trên đẩy xuống. Mà có khi nhiều lúc mà con đẩy quá là cái lực cái bên kia là cái lực mà cái đường khác nó ra luôn đó. Còn mà thổi bong bóng á là con dùng cái miệng con. Con đưa nhẹ cái miệng con vô. Con đưa nhẹ cái miệng vô. Trời ơi, nó không, bây giờ thôi thua rồi. Bây giờ mẹ phải mua ống cái bây giờ mẹ phải mua cái đồ bơm xe đạp bây giờ cho con bơm, mày không mới thổi được, bây giờ con chịu rồi. Thấy chưa? Hay chưa? Rồi giờ tới con nha. Rồi làm đi. Đó. Yeah, đẹp đẹp chưa? Thổi đi. Thổi mạnh vô. Yeah, good job chạy đi. Con cứ nhớ nghe chưa? Mỗi lần con thổi bong bóng là con nhớ tới cái tư thế đó. Đã tư thế vậy đó, đúng rồi. Con chó thở làm sao? Chó thở làm sao? Chỉ mẹ coi, đây nè. Con chó nó thở làm sao? Chó thở vậy à? Phải không? Con chó thở vậy không? Con chó thở làm sao? Đó, đó, tư thế đó, tư thế thổi bong bóng đó. Vừa, y như là phải chổng cái đít lên đi như xe đạp vậy đó. Đúng rồi, giỏi quá. Thôi thổi đi. Giỏi quá. Đây nè, ngoài bà cố, bên đây nè, hỏi nè, đây nè, con chó thở làm sao? Chó thở mày nghe lưỡi vậy. Mệt. Đây nè, thổi đi. Thổi. Mạnh lên. Mạnh. Nó thổi đó. Nó thổi nó sợ bong bóng thành nó ra bong bóng mà sao đâu á. Làm như cô phim đó. Còn cái ghế kìa. Ô là ra hai đứa này nó phá tan căm gió nó phơi. Con phá là mẹ phá nữa. Trời ơi, bà cố bà chửi hai mẹ con là phá tan căm gió lốc. Thôi bây giờ thổi bong bóng xong chưa? Bây giờ cứ đứng đây và thổi miết đi nha. Thổi. Thổi chừng nào mà giờ giống như mẹ tính cái thời điểm mà một cái bánh xe được bơm lên mà nó cứng cái bánh xe á, bánh xe đạp á thì mẹ sẽ cho con ngừng, thấy không? Yeah. Đây không phải là một cuộc chơi nữa mà đây là một cái cuộc mà trừng phạt nha chay. Đứng thổi hai cái má, tao nói hai cái má hả, mỗi quay hàm luôn là thấy bà luôn đó. Trời ơi, cái chai này rẻ chứ giờ nguyên cái chai bự chai bá có 1 đồng mà hả? Rồi đó, rồi bây giờ nó làm đỡ đâu đó rồi. Ồ, con nói mẹ lấy giùm con. You did it, chạy đi, good job. Rồi bây giờ đứng chổng cái mông ra thổi bong bóng giống như thổi bánh xe cho mẹ coi. Good job, chạy đi. Đổ nha. Rồi nha. Ủa bà hai nãy, bà hai nó ăn mấy giờ bà hai? Ăn xong là 6 giờ hả? 6
giờ ăn tới 7 giờ, 6 rưỡi ăn tới 7 giờ. Rồi. Còn có ba nó đó, lượn lát ba nó đi đó. Rồi nhắn đây. Xong một cái ba nó đi đó. Kìa, Út nhắn nè. Rồi thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú ở đây nha. Cô chú bên đây coi xem chay đỡ tới đây thôi nghe cô chú. Hy vọng là ngày mai mẹ về sớm mẹ có thể quay chay cho cô chú coi chay đi ra ngoài đường. A hi hi, cô nói đi a hi hi đi. Nói a hi hi đi. Chạy đi, nói a hi hi đi. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye đi. Bye bye cô chú. Chạy đi. Bye bye cô chú. Giỏi quá. Sợ lắm. Cô chú ơi, chi bây giờ chi? Ê, đừng có đậm đổ nha. Rồi đó thôi bây giờ cúp máy đi rồi nghỉ chơi này luôn nè cô chú.